số ca Covid-19 tại Hà Nội và cả nước cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, tất cả học sinh đều cần phải đến trường. Không cần thiết test nhanh định kỳ cho học sinh tại nhà. Bác sĩ chỉ cách cải thiện chứng mất ngủ ở F0 đã khỏi bệnh. WHO nói gì về biến thể mới? Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 14 tháng 2, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 của Việt Nam đã ghi nhận 29.413 F0 mới. Đây là lần đầu tiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam ghi nhận số người dương tính với SARS-CoV-2 vượt mức 29.000 trường hợp. Số ca nhiễm nCoV của cả nước tiếp đã tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Trong thời gian qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số người nhiễm nCoV. Đây cũng là địa phương nằm trong nhóm 5 địa phương có số ca mắc COVID-19 tích lũy cao nhất trong đợt dịch lần này. Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính đến ngày 11 tháng 2, thành phố không ghi nhận phường, xã, thị trấn nào ở mức độ dịch cấp độ 3 và 4, vùng cam và đỏ trong vòng một tuần qua. So với trước, 9 phường xã đã kiểm soát dịch từ cấp độ 3 về cấp độ 2, màu vàng. Đại diện Sở Y tế Hà Nội vừa qua cũng đã nhận định thành phố có thể ghi nhận số ca mắc tăng trong thời gian này sau Tết Nguyên đán. Công tác chống dịch của thành phố vẫn đang được tổ chức quyết liệt. Tỷ lệ bệnh nhân nặng tử vong nằm trong tầm kiểm soát. Thời gian tới, việc thành phố mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề như vận tải, du lịch, giao thương quốc tế có thể dẫn đến nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập mạnh. Vì thế, các địa phương cần theo dõi sát áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, số người dương tính với SARS-CoV-2 tại địa phương này cũng cho thấy dấu hiệu tăng nhẹ khi từ ngưỡng hơn 20 ca ngày 5 tháng 2 đã về mức gần 300 trường hợp. Mới đây, tại buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho rằng COVID-19 không giống bệnh lý thông thường. Bà Mai nhận định còn quá sớm để có thể coi COVID-19 như cúm mùa và xử lý giống như một bệnh lý thông thường. Nghệ An là địa phương đứng thứ tư cả nước về số ca mắc mới với 1.385 trường hợp dương tính ngày 14 tháng 2. Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Trình cho rằng, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong công tác cách ly y tế, tiêm chủng vaccine phòng covid-19 và tiếp nhận theo dõi f0 tại nhà, nơi lưu trú. Như vậy, kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, số ca mắc mới trên cả nước đã lập đỉnh mới, vượt 29.000 ca mỗi ngày. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại bởi nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn đang rình rập nếu người dân lơ là cảnh giác công tác phòng chống dịch bệnh. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai học sinh trên cả nước quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài. Mới đây, trong kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh, tất cả học sinh đều cần phải đến trường. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, tất cả đã bình thường trong tình hình mới, không có lý do gì để trường học không bình thường. Học sinh dù đã tiêm vaccine hay chưa tiêm vaccine, tất cả đều cần phải đến trường. Đến thăm lớp học và cơ sở vật chất các nhà trường, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ với những khó khăn và động viên học sinh, thầy cô giáo, dạy học tốt và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Bộ trưởng nhận định, mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, học sinh vẫn đi học trực tiếp, song các nhà trường đều có ý thức phòng dịch rất tốt. Quan tâm, trang thiết bị có điều kiện phòng chống dịch như thiết bị y tế, nước sát khuẩn, học sinh đến trường đeo khẩu trang. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng mong nhà trường, các thầy cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, không chủ quan lơ là, làm sao duy trì hoạt động dạy học theo hình thức trực tiếp một cách bền vững. Đồng thời, tăng cường giáo dục học sinh ý thức phòng chống và tự bảo vệ mình trong dịch bệnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Bộ trưởng lưu ý các trường chuẩn bị triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, quan tâm tập huấn bồi dưỡng giáo viên, khắc phục khó khăn trên tinh thần vì học sinh để có được chất lượng giáo dục tốt nhất. Bộ trưởng cũng mong địa phương đã quan tâm, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các trường để thầy cô an tâm thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị các bạn, sau khi học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trở lại trường học vài ngày, nhiều lớp đã phải chuyển sang học online do lớp có F0. Cùng với đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo các học sinh trong lớp test một lần mỗi ngày, khuyến khích phụ huynh cho con xét nghiệm PCR, báo lại trường để có phương án tiếp theo. Liệu điều này có cần thiết? Một số phụ huynh cho biết trường yêu cầu test nhanh định kỳ cho con dù con không thuộc diện F1 hay có biểu hiện nghi nhiễm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá việc này không cần thiết. Trên thực tế, Hà Nội không có văn bản hướng dẫn nào yêu cầu phụ huynh tự test nhanh cho con tại nhà. Trước khi đến trường, gia đình chỉ cần kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe trẻ. Nếu con có triệu chứng ho, sốt, khó thở, phụ huynh báo giáo viên để buổi đó con học trực tuyến. Theo chia sẻ của các hiệu trưởng, việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cũng chỉ áp dụng khi học sinh được xác định là F1, còn test PCR được tiến hành khi các em có kết quả test nhanh xương tính. Sau khi nhận phản ánh, trường Marie Curie cũng dừng yêu cầu xét nghiệm PCR khi lớp học có F0. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khoang thừa nhận việc yêu cầu phụ huynh xét nghiệm at pcr chưa hiệu quả tốn kinh phí thời gian và hướng giải quyết của trường chưa thích ứng linh hoạt do thiếu kinh nghiệm ở giai đoạn đầu cho học sinh đến lớp trở lại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga đánh giá việc xét nghiệm nhanh liên tục hoặc định kỳ hai lần một tuần không cần thiết. Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga nói, test định kỳ không góp phần sang lọc F0 trước. Hơn nữa, việc xét nghiệm thường xuyên gây tốn kém tiền bạc. Mỗi lần test lại thêm chất thải bị xả ra môi trường gây ô nhiễm. Theo ông, gia đình chỉ cầm test nhanh khi trẻ là F1 lớp hoặc trong nhà có người mắc COVID-19 tiếp xúc gần hoặc khi trẻ có triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ông nói thêm, khi trường học mở cửa, việc xuất hiện F0 trong lớp là chuyện bình thường. Phụ huynh không cần quá lo lắng hay tết hàng ngày vì hầu hết học sinh từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong bối cảnh tốc độ lây lan nhanh của chủng Omicron càng cho thấy, chúng ta ít có hy vọng Zero Covid được nữa. Bởi thế, nhiều người cho rằng nên xem COVID-19 là bệnh chuyên khoa thông thường nhưng cũng lưu ý vẫn phải tiếp tục thực hiện 5 k chặt chẽ và không chủ quan, lơ là. Liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhìn nhận, phòng chống dịch tại Việt Nam đang đi theo con đường đúng đắn là chuyển hướng từ Redo Covid sang thích ứng an toàn. Hiện nay, với tốc độ lây lan nhanh của chủng Omicron càng cho thấy chúng ta không có hy vọng Redo Covid được nữa. Phó giáo sư Hiếu phân tích thêm, hiện trong nước đã tiêm bao phủ rộng vaccine COVID-19, sự xuất hiện của Omicron đã không còn gây bệnh tăng nặng như chủng Delta và đặc biệt là hệ thống y tế đã bắt đầu thích ứng với dịch bệnh. Đó là các yếu tố, điều kiện để chúng ta xếp COVID-19 là bệnh lý chuyên khoa khác. Với góc nhìn là người làm công tác về y tế dự phòng, nguyên là Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cho rằng đại dịch COVID-19 hiện vẫn còn khó đánh giá. Quy luật của virus này lại khá đặc biệt và vẫn có thể biến thể mới. Tuy nhiên, với tiến độ phủ vaccine như hiện nay của Việt Nam, virus gây dịch COVID-19 có thể sẽ không hoàn toàn bị xóa sổ, mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúm mùa, là bệnh đặc hữu thông thường như một bệnh chuyên khoa truyền nhiễm khác, khi đủ điều kiện chuyển dịch sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Như vậy, theo phân tích của các chuyên gia y tế, cùng với việc chúng ta cũng đã có kinh nghiệm qua các đợt dịch vừa qua và cách ứng phó của nhiều nước trên thế giới, tất cả cho thấy đã đến lúc nên xem COVID-19 là bệnh thông thường, hay là cúm mùa. Cách đếm số ca nhiễm, chi vết F0, F1, F2 giờ không còn phù hợp nữa. Hãy tập trung kéo giảm các ca nặng, các tử vong, tiếp tục phủ vaccine ở những nơi còn tỷ lệ tiêm mũi 3 chưa cao. Mọi chuyện đã có thể coi là bình thường. Dối loạn giấc ngủ sau nhiễm COVID-19 thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ, không ngủ được, ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi. Theo nhiều bác sĩ, các triệu chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh, nhưng cũng có nhiều trường hợp sau 4 tuần mới xuất hiện. Những rối loạn này có thể kéo dài trong 4 tuần, thậm chí đến 6 tháng. Bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, đau đầu, ho, khó thở, rụng tóc, mất mùi vị thì tình trạng giảm khả năng nhận thức, giảm tập trung, hay rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ cũng xảy ra với F0 đã âm tính. Việc bị thiếu ngủ, ngủ không ngon khiến chất lượng cuộc sống giảm sút, gia tăng mệt mỏi, giảm minh mẫn, buồn ngủ vào ban ngày lũ lẫn, suy giảm trí nhớ, căng thẳng lo âu dẫn đến trầm cảm, các bệnh lý tâm thần khác. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hòa, trường khoa hồi sức tích cực, bệnh viện phổi trung ương, rối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid-19 thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được, ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi. Về hướng xử trí, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hòa chia sẻ, người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục. Cụ thể, buổi chiều không uống cà phê, rượu, trà, tránh ăn quá no hoặc tập thể dục nặng trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tạo thói quen trước khi đi ngủ như giảm ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ và tiếng ồn, thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc. Thời gian ngủ, duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn. Phòng ngủ bỏ hết các loại có màn hình ra khỏi phòng ngủ, TV, điện thoại, iPad. Trong khi ngủ, đừng chăm chăm nhìn đồng hồ. Nếu thức quá 20 phút, bạn hãy ra khỏi giường và quay lại giường khi buồn ngủ. Đừng nằm trên giường. Bạn đừng lo lắng về giấc ngủ, càng lo thì càng mất ngủ. Ngoài ra, bác sĩ Quang cũng chia sẻ thêm, kiên trì và lạc quan sẽ giúp người bệnh dần dần cải thiện giấc ngủ và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu. Hy vọng với những chia sẻ trên, người bệnh sẽ sớm lấy lại được giấc ngủ ngon, cân bằng cuộc sống. Sau khi khỏi Covid-19, nhiều người thấy sức khỏe yếu đi, cảm giác lúc nào cũng hụt hơi, leo được vài bậc cầu thang đã phải nghỉ để lấy sức. Trong khi lúc mắc bệnh, đa số bệnh nhân lại thấy sức khỏe bình thường. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn cần được thăm khám hậu COVID-19. Người bị nhiễm COVID-19 sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan. Và trong quá trình bị COVID-19 cấp tính, có nhiều quá trình viêm của tế bào diễn ra, gây nên các tổn thương mất bù, kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim, tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào. Tình trạng hậu COVID-19 là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc COVID-19. WHO định nghĩa hậu COVID-19 là tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người trong tiền sử nhiễm sắt COVID-2 thường xuất hiện trong vòng 3 tháng sau khi khởi phát với triệu chứng có tác động đến cơ thể và kéo dài ít nhất 2 tháng. Bác sĩ Tiến, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo, những F0 sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu COVID-19 gồm người có bệnh nền như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa. Người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát sau khi mắc COVID-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn. Người nhập cảnh khi mắc COVID-19 bị suy hô hấp phải can thiệp thở oxy, sốt cao và nhập viện. Người bệnh sẽ được khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh. Trong hai năm qua, thế giới đã chứng kiến năm biến thể là Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói Omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng, có thể virus sẽ phát triển theo bốn cách. WHO chỉ ra biến thể đáng lo ngại tiếp theo sẽ mạnh hơn, tức biến thể này sẽ lây lan hơn vì nó sẽ phải vượt mặt các biến thể đang lưu hành. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất là liệu các biến thể trong tương lai có nghiêm trọng hơn hay không. Không gì có thể đảm bảo rằng biến thể tiếp theo sẽ gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể trước đó. Tuy nhiên, WHO cho biết virus có thể né tránh vaccine tốt hơn và các vaccine hiện tại có thể trở nên ít hiệu quả hơn. Theo một mô hình rủi ro do công ty phân tích sức khỏe Anifri phát triển, biến thể đáng lo ngại tiếp theo có thể đến từ vùng hồ lớn của Lake ở trung tâm châu Phi, nơi có các quốc gia là Burundi, Tanzania và Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, Burundi đã ghi nhận tổng cộng hơn 37.000 ca bệnh COVID-19 với 60 ca mới trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm của Burundi tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, điều khiến Burundi gặp phải rủi ro cao nhất trở thành nơi sinh sản biến thể đáng lo ngại tiếp theo là chỉ số nghiêm ngặt thấp, tuân thủ các quy trình chống COVID-19 và mức độ bao phủ vaccine thấp, hai trong bốn chỉ số mà nhóm nghiên cứu đã tính đến khi họ đưa ra mô hình rủi ro. Hai chỉ số còn lại là dân số và quy mô dân số suy giảm miễn dịch. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Washington DC của Mỹ và bang Maryland lân cận sẽ dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà từ ngày 1 tháng 3. Sau thời gian dài, yêu cầu này trở thành nguồn cơn của các tranh cãi gây chia rẽ nước Mỹ. Trong thông báo ngày 14 tháng 2, thị trưởng Washington DC Muriel Bowser cho biết, thành phố sẽ không còn bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà hay kiểm tra bằng chứng đã tiêm vaccine tại nhiều địa điểm. Theo đó, người đến nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục hay các cơ sở thờ tự có quyền không đeo khẩu trang kể từ ngày 1 tháng 3 tới. Một số nơi vẫn duy trì yêu cầu này như bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người già, theo hãng tin Reuters. Giải thích về quy định mới, vị thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ cho biết, sự su giảm đáng kể các trường hợp COVID-19 và số ca nhập viện trong những tuần gần đây đã thúc đẩy quyết định nới lỏng một số biện pháp khẩn cấp đỡ áp dụng từ tháng 12 năm ngoái. Bà Boser nhắc tới đợt dịch bùng phát Omicron: "chúng tôi đã nhanh nhẹn thích ứng mỗi khi có điều gì đó thay đổi, giống như mọi chuyện đã thay đổi khi một biến thể mới dễ lây lan xuất hiện vào tháng 12 rồi". Tại Maryland lân cận, thống đốc Larry Hogan cùng ngày cũng quyết định dỡ bỏ lệnh yêu cầu đeo khẩu trang trong các trụ sở công quyền từ ngày 22 tháng 2. Vị thống đốc của đảng Cộng hòa cũng kêu gọi hội đồng giáo dục của bang hủy bỏ các quy định liên quan khẩu trang ở trường học. Dỡ bỏ hoặc nới lỏng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang đang là xu hướng tại các bang đồng dân của Mỹ. Quy định này đã từng tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa, chia rẽ xã hội Mỹ khi nhiều người cho rằng nó xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ. Như vậy, mặc kệ các cảnh báo của WHO cho rằng thế giới chưa bước qua đỉnh dịch Omicron, Mỹ và một số nước trên thế giới như Canada đã quyết định nới lỏng các hạn chế. Thậm chí chính bang của Mỹ đã thông báo kế hoạch bỏ khẩu trang. Theo bạn, đây có phải là quyết định quá liều lĩnh của chính quyền nước Mỹ? Hãy comment ý kiến của bạn ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!